Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, Việt Nam đang là quốc gia đứng thứ hai xuất khẩu cà phê vào Nhật Bản và ngày càng được người tiêu dùng nước này ưa chuộng. Do đó, doanh nghiệp nên tận dụng cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu cà phê vào thị trường khó tính này. Theo thống kê, sản lượng nhập khẩu cà phê của Nhật Bản từ Việt Nam trong năm 2021 đạt sấp xỉ 101.000 tấn, trị giá 182,9 triệu đô la Mỹ, tăng 0,2% về lượng và tăng 7,7% về giá trị so với năm 2020. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 293.000 tấn, trị giá 674 triệu đô la Mỹ, tăng 3,4% về lượng và tăng 35,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản khuyến cáo khi xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Nhật Bản, đặc biệt là mặt hàng cà phê, các doanh nghiệp cần chú trọng đến chất lượng sản phẩm và các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường này.